Các bác bây giờ em sẽ test thử cái tiếng máy cho các bác cùng nghe nhé. Đấy. Đấy, máy chạy êm ru quá nhé. Và con này thì nó có 3 tốc độ này. 1 này, 2 này. Đấy. 3 tốc độ nhá. Giờ em sẽ trực tiếp em test cắt sắt cho các bác. Hello, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cubum TV Điện Máy Trang Huề. Trước mắt các bác đây là một cái thân máy mài mang thương hiệu Dechtong. Đấy, Dechtong thì nó là một dòng sản phẩm hàng chính hãng, thương hiệu của Đức và được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm, nó là hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, hàng chính hãng. Thì hôm nay thì trong cái clip này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn để tới toàn thể các bác về cái mẫu sản phẩm này. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đây. Thân máy này, đấy có dòng chữ Dechtong dập lội các bác nhé. Đấy. Con này thì nó là máy cò bóp các bác nhé, máy cò bóp này. Đấy, rất là thuận tiện cho các bác trong cái việc khi chúng ta sử dụng mài cắt các kiểu các bác nhé. Đấy, và con này thì nó sử dụng cái chân pin M21, có nghĩa là chân pin phổ thông các bác nhé, chân pin của Makita. Đấy, rất thuận tiện. Các bác có thể sử dụng các cái loại pin khác nhau, cứ cùng cái chân pin này là được nó nhé. Đấy, của nhiều hãng. Đấy. Về cái thông số kỹ thuật của con máy này thì trước tiên là cái model của nó thì nó là AG100B các bác nhé. Đấy, và con này thì vòng tua của nó mắc tua là lên tới 7.500 vòng một phút và sử dụng đá là đá 100 các bác nhé, sử dụng đá 100. Đây, toàn bộ phần bưởng nhôm này rất là dày dặn và chắc chắn. Thân máy vậy cầm trên tay rất là nặng tay các bác nhé. Đấy, thì về cái thông số kỹ thuật thì em đã báo cho các bác rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái máy này. Đấy, thì em đã tháo sẵn ra. Đấy, em đã tháo sẵn ruột gan của một cái con máy rồi cho các bác cùng xem rồi nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, cái khối động cơ này. Đấy, em sẽ dùng cái thước em đo luôn cho các bác xem là cái khối động cơ này nó là bao nhiêu phân các bác nhé. Này, cái này của nó là 3 phân rưỡi các bác nhé. Này, khối động cơ này của nó là từ đầu đến đít này của nó là 3 phân rưỡi các bác nhé. Đấy, từ đầu đến đít nó là 3 phân rưỡi nhé. Đấy, này dây đồng to chưa, dây đồng này nó phải là dây 80 các bạn, nó phải dây 75-80 rồi. Đấy, và anh nhìn cái mạch này. Đấy, con tụ dã man luôn. Đấy, con tụ to kinh khủng luôn. Để em xem cái chỉ số của nó là bao nhiêu. Con này là 35V 1000 microfarad các bác nhé. 35V và 1000 microfarad. Đấy, mạch này, mạch tản nhiệt nhôm nhé. Đấy, mạch tản nhiệt nhôm. Đấy, rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, các thấy không? Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng bao giờ người ta cũng làm nó khá là ngon và chất lượng các bác nhé. Đấy, khác hẳn so với cả những cái dòng sản phẩm hàng Trung Quốc. Đấy, hàng chính hãng bao giờ nó cũng sẽ chất lượng hơn các bác nhé. Đấy. Đấy, thì khi mà các bác mua hàng, đấy thì nó sẽ có một cái hộp đựng như thế này. Đấy, thì các bác có thể là lấy thêm cả pin nữa chẳng hạn. Đấy, thì các bác vẫn để được cả 2 cục pin. Rồi sạc xiết các thứ để trong luôn được cái hộp này nhé. Đấy, và các bác vẫn được tặng thêm này, một cái bảo vệ này, một cái tay cầm phụ này. Đấy, và một cái mở đá các bác nhé, một cái mở đá. Đấy, thì cái sản phẩm này
thì hiện tại bên em đang phân phối đến toàn thể các bác là với mức giá là 1.100.000 đấy, 1.100.000 các bác nhé. Đấy thì cái sản phẩm này thì nó là dòng sản phẩm chính hãng đấy, thì sản phẩm này thì hiện tại các bác nhé, hiện tại thì đây em cho các bác xem cái đâu rồi, cái tem của cái nhà sản xuất ở đâu rồi nhỉ. Cái sản phẩm thân máy mài Đích Tông có mã 100B này đấy, thì hãng là sẽ bảo hành 3 tháng đấy, và bên em sẽ tặng thêm cho các bác 3 tháng bảo hành nữa, thì tổng cộng sản phẩm sẽ được bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Đấy, 6 tháng các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng và test thử hàng đầy đủ trước khi thanh toán. Đấy thì em xin nhắc lại cái sản phẩm này có giá là 1.100.000 các bác nhé. Đấy, 1.100.000 các bác nhé. Đấy thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác hãy nhanh tay liên hệ cho em theo số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Đấy thì một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào toàn thể các bác.